Với vị trí và tên tuổi của mình, Nhật Kim Anh dễ dàng chọn cho mình một vị đại gia giàu có để hưởng thụ cuộc sống nhung lụa. Nhưng không, khác với nhiều người đẹp, nữ diễn viên chọn cho mình Đức Lan Quân xuất phát từ tình cảm chân thành. Ông xã của Nhật Kim Anh là Vũ Lộc, anh tốt nghiệp hai trường đại học. Ngoài công việc ở ngân hàng tại Cần Thơ, anh còn tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Nhà chồng của Nhật Kim Anh nằm ở mặt tiền đường Lý Tự Trọng, Cần Thơ. Nơi đây cũng là văn phòng đại diện của công ty bất động sản do chồng Nhật Kim Anh làm chủ. Tuy không hoạt động trong giới nghệ thuật, nhưng Vũ Lộc luôn động viên và hỗ trợ cho Nhật Kim Anh về ý tưởng và định hướng, cũng là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho cô. Nhật Kim Anh chia sẻ, chồng cô là người đàn ông thông minh, có lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người không may mắn. Anh luôn chu đáo, quan tâm, lo lắng, động viên cô lúc vui cũng như lúc gặp khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Nhật Kim Anh và Vũ Lộc đã có một đám cưới hoành tráng và ấm cúng vào chiều ngày 23 tháng 12 năm 2014 tại tư gia ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Cả hai cũng tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở thành phố Cần Thơ. Sau đám cưới rình rang được chú ý suốt thời gian dài, vợ chồng Nhật Kim Anh đang trải qua khoảng thời gian hạnh phúc nhất và đã có một cậu con trai. Quý tử nhà Nhật Kim Anh được đặt tên là Ngô Bửu Long, sinh ngày 20 tháng 9 năm 2015, tên thường gọi là Bu Tiên Tiên. Cậu bé năm nay đã hơn 1 tuổi, sở hữu vẻ ngoài bầu bĩnh đáng yêu và rất cười. Bu Tiên Tiên cực kỳ thích công nghệ, đặc biệt là xe hơi. Ca sĩ Nhật Kim Anh tiết lộ rằng, nếu được ba mua cho xe hơi, quý tử sẽ mày mò loay hoay với món đồ chơi cả ngày mà không chán. Con trai nhà Nhật Kim Anh thường xuyên được bố mẹ chụp ảnh, lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Hiện cậu nhóc ở Cần Thơ cùng với bố và gia đình bên nội. Trong khi đó, nữ diễn viên độc thân tuổi 30 phải di chuyển liên tục giữa thành phố Hồ Chí Minh và quê chồng để chu toàn công việc và chăm sóc gia đình. Ngoài những lúc thăng hoa trên sân khấu, Nhật Kim Anh đã sẵn sàng đi chợ, vào bếp để làm những món ăn ngon cho ông xã. Nhật Kim Anh đang ngày càng thăng hoa hơn trong sự nghiệp ca hát và diễn xuất khi liên tiếp ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Thành quả của người đẹp được ghi nhận sau khoảng thời gian dài phấn đấu không mệt mỏi. Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ Nhật Kim Anh cũng là mẫu gia đình mà các bạn trẻ ngày nay đang mong ước.